Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xe khách tông xe tải đang đậu tại Quảng Nam, nhiều người thương vong. 8 giam tài xế lái xe ô tô tông hai cha con đi xe máy tử vong. Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Rủi ro từ thói quen đeo tai nghe khi tham gia giao thông là nội dung lời cảnh báo hôm nay. Giá dừa vẫn thấp trong mùa nghịch vụ. Đối tượng trộm xe máy dùng dao đâm người dân khi bị phát hiện. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Chương trình mở đầu với thông tin trên lĩnh vực giao thông. Thưa quý vị, đây là hình ảnh phần đầu chiếc xe khách đã bị hư hỏng nặng sau khi tông vào chiếc xe tải đang đậu bên đường. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, khiến 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Khoảng 2 giờ sáng nay, xe ô tô khách mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chở khoảng 30 người từ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Thừa Thiên Huế trên quốc lộ 1. Khi đến xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xe ô tô khách bất ngờ tông vào xe tải chở gạch mang biển số tỉnh Gia Lai đang đậu bên đường để bốc hàng xuống. Sau cú va chạm, người dân chạy ra phá cửa xe cứu hành khách ra ngoài. Vụ tai nạn khiến 3 hành khách tử vong tại chỗ, 16 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Liên quan đến vụ xe ô tô tông xe máy khiến cho hai cha con tử vong tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu mà chương trình đã từng thông tin. Mới đây thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bà Rịa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế xe ô tô này là Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1990, trú tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15 giờ 15 phút ngày 18 tháng 2 vừa qua, xe ô tô mang biển kiểm soát 72A45759 do tài xế Tuấn điều khiển lưu thông trên đường Hương Lộ 2 theo hướng từ huyện Long Điền về xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Khi cách chợ Hòa Long khoảng 400m, xe ô tô va chạm với xe máy do anh NVN, 45 tuổi, trú tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe chở theo con gái 13 tuổi. Hậu quả làm cho cha con của anh N tử vong tại chỗ. Thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn đo được của tài xế Tuấn là 0,063mg trên 1 lít khí thở. Đồng thời, theo camera hành trình ghi lại, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô chạy tốc độ cao và lấn làn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, việc đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Như tại thành phố Đà Nẵng, sau thời gian thử nghiệm, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn chính thức triển khai tích hợp khám sức khỏe và đăng ký đổi giấy phép lái xe ô tô theo hình thức trực tuyến mức độ 4 từ hạng B2 trở lên. Toàn bộ thủ tục hành chính này được thực hiện và liên thông trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là khu vực tiếp nhận khám sức khỏe cho những trường hợp có nhu cầu đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn. Chỉ cần trình căn cước công dân, giấy phép lái xe cũ và ảnh thẻ tại tổ tiếp nhận, người dân được hướng dẫn khám sức khỏe và toàn bộ dữ liệu được liên thông lên cổng dịch vụ công quốc gia để đổi giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên và nhận kết quả tại nhà. Quá nhanh gọn, nói chung là tạo thuận lợi cho dân rất chi là nhiều thời gian. Nhưng trước đây thì em đổi cũng nhiều chỗ, nó vừa đi khám sức khỏe xong là phải đi đến một cửa, thành ra hơi bị lâu. Vừa khám y tế vừa hỗ trợ cho công dân, người dân á đăng ký luôn trực tuyến thì đỡ tốn thời gian rất là nhiều cho người dân. Vậy đó thì anh cảm thấy là dịch vụ ok, khá hài lòng so với trước đây thì ok hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Theo quy định, việc cấp đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp, cá nhân có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe sẽ phải cung cấp giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp, đồng thời cung cấp các giấy tờ liên quan như giấy phép lái xe cũ, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. Sau khi hoàn thành hồ sơ, cá nhân sẽ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận Sở Giao thông Vận tải hoặc Cục Đường bộ Việt Nam. Hiện tại, việc tích hợp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Y tế được triển khai theo hình thức trực tuyến mức độ 4. Toàn bộ hồ sơ được giải quyết trong vòng 5 ngày.
chuyển từ cái việc mà giấy sang số thì nó nhanh hơn. Thứ hai nữa là nó bảo mật, và thứ ba nó tiện cho người dân, vì thực tế là người dân cầm cái tờ giấy khám sức khỏe đến thì thay vì mình cũng có một cái file mình có thể mình lưu trong máy tính mình hay điện thoại mình tới mình chia sẻ, nó cũng rất là nhanh. Việc tích hợp cấp đổi giấy phép lái xe tại trung tâm y tế được thực hiện theo đề án 06 của chính phủ. Để tạo thuận lợi cho người dân, thời gian tới, các trung tâm y tế hướng đến dùng chữ ký số trên phần mềm khám sức khỏe theo hướng chuyển đổi số. Về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế vừa ban hành công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tập trung triển khai tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể. Theo Bộ Y tế, hiện nay việc cung cấp bữa ăn bán trú, bữa ăn ca tại các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục rất phổ biến và đa dạng với rất nhiều hình thức khác nhau, như tự tổ chức bếp ăn tại chỗ, mua suất ăn sẵn do đơn vị khác cung cấp, hợp đồng với các doanh nghiệp để tổ chức bếp ăn. Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động và học sinh. Thưa quý vị và các bạn, tai nghe vốn là một thiết bị với nhiều hữu ích. Như để tránh phát ra âm thanh ra bên ngoài, nghe điện thoại khi đang làm công việc đơn giản. Tuy nhiên, nếu sử dụng tai nghe không hợp lý, nhất là khi tham gia giao thông, sẽ gây ra nhiều nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Thực tế là tai nghe được rất là nhiều người sử dụng với mục đích là nghe nhạc, gọi điện thoại khi mà đang lưu thông trên đường. Và đây thực sự là một hành động rất là nguy hiểm và cũng tiềm ẩn khả năng xảy ra tai nạn giao thông nữa. Và lời cảnh báo ngay sau đây sẽ giúp cho quý vị thấy rõ hơn về vấn đề này. Không khó để bắt gặp hình ảnh người tham gia giao thông đeo tai nghe khi lái xe, đặc biệt là với những người thường xuyên sử dụng các thiết bị công nghệ. Có nhiều người, nhất là các bạn trẻ, trước khi ra đường thì thường có thói quen đeo tai nghe. Ít ai biết rằng, những chiếc tai nghe tưởng rằng vô hại lại trở thành mối nguy tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tôi thường xuyên chạy xe và đeo tai nghe. Tại vì bình thường là tôi chạy xe là tôi sẽ mở tai nghe không lớn quá. Đôi khi em quên tắt xi nhan thì mọi người vẫn hay nhắc, mà có đôi lúc em cũng không nghe rõ máy. Chỉ là chạy xe thì em nhìn xuống trên cái màn hình xe thì mới thấy thôi. Tôi chưa bao giờ đeo tai nghe đi trên giao thông trên đường hết. Tại vì tôi thấy là khi mà đeo thì mình sẽ không thể tập trung mà mình di chuyển xe, cũng như là mình sẽ không thể nào mà mình nghe được những cái âm thanh xung quanh để mà mình có thể phòng tránh. Những cái người tham gia giao thông nhưng mà có sử dụng tai nghe, chẳng hạn như người ta nghe nhạc hoặc là người ta sử dụng tai nghe giống như để nghe điện thoại, thì nó tiềm ẩn rất là nhiều cái nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Trong quá trình mà sử dụng cái tai nghe mà mở âm lượng lớn như vậy thì cái việc đầu tiên nó ảnh hưởng đó là mình sẽ bị phân tâm, không tập trung, thì dẫn đến mình không có thể phán đoán được những cái tình huống tham gia giao thông trên đường. Ví dụ như có xe cứu hỏa, xe cứu thương, các xe tải người ta bóp còi. Trong thực tế hiện nay chúng ta thấy rất nhiều cái vụ tai nạn giao thông là do sử dụng tai nghe không tập trung và không phân tâm trong quá trình lái xe. Và khi xảy ra sự cố đột ngột thì họ không xử lý được. Theo phân tích của các cơ quan chức năng, trong số các vụ tai nạn giao thông thì có khoảng 30% số vụ là do thiếu quan sát, thiếu chú ý. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân và đeo tai nghe là một trong số đó. Như mới đây, một thiếu niên 16 tuổi tại Hà Nội đã nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não. Nguyên nhân được xác định là do vừa lái xe máy, vừa đeo tai nghe để nghe nhạc, không chú ý tín hiệu giao thông nên va phải xe máy khác. Việc đeo tai nghe khi tham gia giao thông không chỉ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, mà đây cũng chính là hành vi vi phạm pháp luật. Theo như quy định của Nghị định 100 và được sửa đổi bởi Nghị định 123 thì đã quy định rất rõ là hành vi mà đeo tai phone để điều khiển phương tiện tham gia giao thông đối với những người đi xe máy, xe mô tô hoặc là những xe tương tự thì đều bị xử phạt về mặt hành chính. Mức xử phạt ở đây là có thể là từ 800 tới 1 triệu đồng đối với những cái loại xe này. Tất nhiên đây là
mình chỉ xử phạt khi những hành vi này nó chưa gây ra những cái hậu quả đáng tiếc. Còn nếu việc mà mình đeo tai phone mà để gây ra những hậu quả đáng tiếc như là gây tai nạn giao thông thì thậm chí là có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm các cái quy định về tham gia giao thông đường bộ. Mặc dù đã có những quy định rõ ràng về việc đeo tai nghe khi tham gia giao thông, nhưng nhiều người vẫn sử dụng khi điều khiển phương tiện. Hiện nay, những chiếc tai nghe thường có kích thước khá nhỏ nên không dễ để phát hiện. Đây là lý do khiến cho không ít người chủ quan, vô tư sử dụng tai nghe như một vật dụng quen thuộc khi lưu thông. Đối với những người mà tham gia giao thông mà sử dụng tai nghe thì chúng ta thấy thứ nhất là chúng ta không nên sử dụng trong quá trình lái xe. Thứ nhất đó là vi phạm pháp luật. Thứ hai, nó có thể gây tai nạn cho bản thân mình cũng như cho người khác. Nó ảnh hưởng đến thần kinh, nó ảnh hưởng đến thính lực. Với hai cái điều đó thì nó không có lợi cho cái người vừa lái xe vừa sử dụng các cái phương tiện coi như là để mà nghe trong quá trình lái xe như vậy. Thì tôi khuyên là không nên vừa lái xe vừa sử dụng các thiết bị đó. Người tham gia giao thông đeo tai nghe sẽ rất khó tập trung chú ý để tuân thủ tín hiệu giao thông và tín hiệu từ người khác. Do đó, tai nghe chỉ nên sử dụng đúng lúc trong những trường hợp cần thiết với mức âm lượng thích hợp. Tiếp tục chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Giá dừa vẫn thấp trong mùa nghịch vụ. Đốt cỏ gây cháy kho chứa sơn tại Đồng Nai. Đối tượng trộm xe máy dùng dao đâm người dân khi bị phát hiện. Thêm 14 di sản ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Hiện nay thì giá dừa khô nguyên liệu và dừa uống nước tại tỉnh Bến Tre vẫn thấp mặc dù đang vào mùa nghịch. Dừa khô nguyên liệu vẫn giữ mức giá là 24.000 cho đến 30.000 đồng một chục 12 trái. Riêng dừa uống nước thì có giá từ 35.000 cho đến 45.000 đồng một chục. Ông Quỳnh Quang Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết tình trạng dừa khô rớt giá diễn ra trong hơn một năm nay. Dừa Bến Tre xuất đi hơn 50 quốc gia. Sau dịch Covid-19, nhiều nước có diện tích dừa lớn như là Ấn Độ, Indonesia, Philippines bị tồn động. Dừa trong tỉnh vì thế cũng bị dội hàng. Cũng theo ông Đức, thị trường Trung Quốc sau dịch vẫn chưa khai thông. Tỉnh đang thương lượng chính ngạch với thị trường Trung Quốc cũng như thị trường Mỹ. Chỉ cần hai thị trường này được khai thông, giá dừa sẽ tăng trở lại. Tỉnh Bến Tre hiện có trên 78.000 hecta dừa, chiếm 80% diện tích dừa ở miền Tây và 50% diện tích dừa cả nước. Những năm gần đây, cây chanh dây đã và đang mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân tại nhiều địa phương. Ghi nhận tại Lâm Đồng, mô hình trồng chanh dây đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đạ Chai, huyện Lạc Dương vươn lên khấm khá. Ban đầu chỉ có 19 người tham gia trong chi hội nông dân nghề nghiệp trồng chanh dây, song với hiệu quả thiết thực, đến nay, chi hội đã có 34 hộ tham gia với 14 hecta chanh dây. Theo tính toán của bà con, mỗi hecta chanh dây thu hoạch được khoảng 50 tấn, giá bán trung bình từ 9.000 đến 14.000 đồng một ký, sẽ cho thu nhập từ 300 đến 700 triệu đồng, lợi nhuận cao hơn nhiều so với một số cây trồng khác. Việc thành lập chi hội nghề nghiệp cũng góp phần cho bà con tập trung trao đổi, trao dồi kinh nghiệm, thời là có tập huấn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh về tập huấn trồng và chăm sóc cây ngay tại vườn. Ngoài ra thì hội cũng chủ động sử dụng các cái quỹ hỗ trợ nông dân của huyện, tỉnh để hỗ trợ cho bà con nhân dân về nguồn vốn và mua phân bón và chăm sóc cây chăm sóc. Hiện tại thì mô hình chanh dây trên địa bàn xã được đánh giá khá là cao. Theo người dân địa phương, chanh dây trồng ở Đạ Chai lâu cho trái hơn so với vùng khác do khí hậu lạnh hơn, nhưng bù lại trái rất sai, cho thu hoạch quanh năm và có thể trồng sen cà phê. Từ khi mình với anh em bà con trong này trồng thì cảm thấy cũng hiệu quả, so với cà phê thì nó cũng gấp 2-3 lần thu nhập, cũng thấy cũng ổn định, đầu vào đầu ra thì cũng tương đối ổn định, không có vướng mắc gì về đầu vào đầu ra cả. Vì trồng chanh dây sen cà phê cho thu nhập ổn định quanh năm nên nhiều nông dân nơi đây bắt đầu mở rộng diện tích loại cây trồng mới này.
Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ cùng Hội Nông dân huyện Lạc Dương liên kết với các hội nông dân huyện thành phố trong tỉnh để kết nối các cơ sở chế biến sản phẩm chanh dây nhằm tìm đầu ra ổn định cho nông dân, đồng thời hướng tới xây dựng tổ hợp tác trồng chanh dây của địa phương, mở ra hướng đi bền vững cho nhà nông. Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại kho chứa sơn thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, khiến cho nhiều nguyên vật liệu bên trong kho bị cháy rụi. Và đáng chú ý, nguyên nhân là do người dân đốt cỏ gây cháy lan. Khoảng 18 giờ tối qua, khi một số người dân đang đốt cỏ khô tại bãi đất trống, thì cơn gió lớn thổi bùng ngọn lửa và làm cháy lan đến kho chứa sơn rộng hơn 200m² của bà Đỗ Thị Lựu, 48 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu. Người dân đã hô quán cùng nhau dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa gần như bao trùm kho chứa sơn, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Thời điểm này, kho sơn đóng cửa, bên trong không có người. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều nguyên vật liệu bên trong kho. Công an phường Đông Quà, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa bàn giao Nguyễn Trọng Toàn, 37 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An cho công an thành phố Dĩ An xử lý. Đây là đối tượng trộm cắp xe máy khi bị người dân phát hiện đã rút dao đâm hai người bị thương. Vào sáng ngày 20 tháng 2, Toàn cùng đồng bọn vào khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thuộc khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để trộm cắp tài sản. Khi đang bẻ khóa một chiếc xe máy thì bị người dân phát hiện lao ra khống chế. Lúc này, Toàn đã đâm hai người bị thương để tẩu thoát. May mắn hai nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Nghe tiếng tri hô có trộm, hàng chục người dân cùng dây bắt, khống chế và bàn giao đối tượng cho công an xử lý. Tang vật thu giữ gồm một bình xịt hơi cay, nhiều đoạn dùng để bẻ khóa cùng một con dao. Riêng đồng bọn của Toàn đã trốn thoát. Hiện công an thành phố Dĩ An đang truy bắt đồng bọn của Toàn để điều tra xử lý theo quy định. Tiếp theo là thông tin liên quan đến tội phạm ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ một tài xế xe ô tô vận chuyển trái phép 36.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, tại km 30 quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 30E44220 do Nguyễn Trần Chương, 45 tuổi, trú tại quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội điều khiển. Quá trình điều tra, phát hiện ở dưới sàn phía sau xe ô tô có nhiều gói ni lông, bên trong có chứa 36.000 viên ma túy tổng hợp. Lực lượng chức năng đã bắt giữ tài xế Chương, lập biên bản tạm giữ phương tiện và số ma túy trên. Tại cơ quan công an, đối tượng khai lái xe từ Hà Nội vào thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để mua ma túy, sau đó thì vận chuyển ra Hà Nội bán kiếm lời. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cũng vừa bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gần 6.300 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật khác có liên quan. Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trần Lê Minh Đức, sinh năm 2006, tàng trữ 8 viên ma túy. Đức khai nhận đã mua số ma túy này của Nguyễn Văn Quá, cùng trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Trần Đức Long, sinh năm 1996, Bùi Quốc Khánh, sinh năm 1995, cùng trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đồng thời thu giữ tang vật là tổng số gần 6.300 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa chính thức công bố các quyết định ghi danh 14 di sản ở các tỉnh, thành phố vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 14 di sản được ghi danh lần này như tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa và một số huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, nghề thủ công truyền thống, nghề làm muối ớt, Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, lễ hội truyền thống, lễ hội Dinh Cô, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung Thu ở Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp chính quyền nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Trong khuôn khổ lễ hội Đền Đức Quàng ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, giải đua thuyền rồng trên hồ Diệu Ốc và nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Tham gia hội đua thuyền rồng năm nay có 12 đội thuyền đến từ 12 xóm của xã Phúc Thành tranh giải nhất, nhì, ba. Để giành chiến thắng, các đội thuyền đều cử ra những người đàn ông có sức khỏe, kỹ năng chèo thuyền rồng giỏi. Đường đua cả đi lẫn về là khoảng 1 km. Mỗi thuyền có 12 vận động viên, trong đó có một người chỉ huy bắt nhịp, một người lái thuyền, 10 người còn lại cầm mái chèo. Cuộc đua diễn ra hết sức kịch tính và hấp dẫn trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân và du khách.
Ngoài đua thuyền, tại lễ hội còn có trò chơi đi cầu kiều rất thú vị, qua đó mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhiều người. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.